trên là 340 luôn mẹ. Hả? Mỗi trên là 340 luôn. Nhưng mà biết sao không? Bữa mẹ thấy ghi trên báo đài được có 30 quá. Có 30 và vé khứ hồi rồi đàng hoàng ghi vậy á. Còn cái tàu thủy mà đi qua bên thành phố Thủ Đức nè, ga tàu thủy Thủ Thiêm này chưa có mở nha cả nhà. Mình tưởng đây băng qua sông có tàu đi gì không có. Cô này cô đẹp quá. Đẹp dữ sợ. Con quay con để yên chỗ con đừng đông đưa con. Kịp không? Đi về kịp không? Xa quá. Giờ 5 giờ rồi đi đến chừng nào? Chắc 6 giờ mới chạy. Chạy rồi 7 giờ. 7 giờ không? Không kịp. Minh Đông Thủ Đức xa lắm. Minh Đông Thủ Đức xa lắm. Giờ đi Thanh Đa thì về kịp á, đúng không? Mấy đợi nữa. Hiện giờ mua vé khoảng 15-20 phút sau là có chuyến nữa rồi. Tàu xuất bến kìa, quay tàu xuất bến. Ta còn đang ăn kem đi. Quay tàu xuất bến cái đã. Bến đi luôn chứ không quanh lại. Đi thẳng hướng đó rồi. Giờ là đi Thủ Đức á, hướng đó đi Thủ Đức á. Linh Đông Thủ Đức á, là thẳng về thì phía tay phải á. Còn Thanh Đa đi hướng tay trái xong cầu Sài Gòn. Nhưng mà bên đó tàu nó đi vòng 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 vô quận 9 luôn, Thủ Đức luôn. Kia đang thi công công trình. Đó, cái tàu bus này là bình thường nè, có 1 tầng nè, tàu bus nãy 2 tầng.